Rồi bây giờ bắt đầu em lên máy về cho khách đây. Máy này đi cũng gần đây, thì đi Thủ Đức, gần Đồng Nai, Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Thì các bác có muốn mua máy thì cứ gọi em qua số 083 9100. Rồi xong. Em hoàn. Rồi cảm ơn các bác nha. Bây giờ video em ngưng tại đây ha. Xuống gửi máy ha. Rồi khách chốt chuyến này ha, giờ chụp hình với khách trước rồi bữa sau khách không có xuống. Rồi chưa, 1 2 3, quá đẹp. Rồi cho ông luôn. Này máy lút nha anh em. Rồi chiếc này giờ bắt đầu đem ngang sau làm bảo dưỡng nha các bác. Thì giờ đang hôm qua đem bảo dưỡng qua nhưng mà tại em bận quá cho nên chưa quay được. Thì mình đang vệ sinh lại cái này rồi đó, đang sơn cũ lại ha. Hộp số thì em đã mở rồi nha, em đi làm rồi. Bơm thì giữ nguyên, bơm mạnh lắm đó. Đây nó, tụi em chà sạch bon chân ha. Bắt đầu có sơn phủ hai lớp lên chống sét. Máy này máy Thái cho nên dựng chân nó cứng lắm. Rồi chiếc này bữa nay thì em đã gắp hộp số vô lại hết rồi ha. Thì bảo dưỡng cũng gần xong rồi. Đó. Lưới bọng rồi cũng đã thay hết rồi ha. Đây nha. Đó. Cái sàn cũng thay sạch bách, đẹp luôn. Đó. Giờ chỉ còn ráp vô thử cái nữa là xong. Rồi máy này giờ đã xong rồi nha các bác. Giờ chuẩn bị lên máy giao về cho khách thôi. Sau mấy bữa bảo dưỡng. Đây ha. Rồi đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách nha các bác. Thì ra đây thì các máy các bác mua sẽ được làm bảo dưỡng miễn phí ha. Sơn đồng là miễn phí toàn bộ, phụ tùng thì mình có tặng kèm theo á. Đây. Sao cũng được của máy cài nữa. Như mấy chiếc này đang làm đây. Đó, chiếc này cũng đang gã hết ra. Chiếc này gã nhiều nữa đây nè. Này là đại tu luôn á. Này chiếc này giờ đang làm hộp số gã ra làm miễn phí ha. Cái khu vực này kia đâu dùng chung vài máy ha anh em. Đó. Anh em có lựa máy thoải mái nha. Rồi cảm ơn. Rồi bữa nay về đến 6 chiếc ha. Thì cái này là máy Thái 100% 1747. Thì chút nữa anh em xuống mình sẽ quay chi tiết những chiếc cho anh em xem nha. Thì quay sơ sơ trước nha. Thì có phụ tùng kèm theo, có gì mình sẽ thay vô máy luôn. Đây cũng vậy.